Quay xong rồi để chơi cho vui thôi. Rồi chúng ta sẽ ví dụ về một cái lớp đầu tiên là lớp con người. Lớp con người. Ok chưa? Lớp con người. Các bạn chọn một cái bé kịch. Các bạn chọn New Class và các bạn đặt tên là con người. Được không? Ok. Finish. Thì lớp của chúng ta nó sẽ có cấu trúc như thế này. Cấu trúc của một lớp nó có cái dòng bé kịch là gói nào, ở trong này của mình có nhiều gói thì mình đang làm ở cái gói là buổi 7, thì nó để đây là bé kịch buổi 7. Tiếp tục mấy cái mà xịt xịt sau này là chú thích nha, có cũng được mà không có cũng không có thì cũng không không ảnh hưởng gì hết, mà có cũng không sao, tại vì cái dòng này nó để mô tả thôi, chỗ này cũng vậy. Rồi cái quan trọng là public class, con người. Như vậy thì trong này nó sẽ cho mình biết rằng trong cái gói 7 này nè, nó có một cái lớp là có tên là con người, lớp là class và tên lớp là con người và được công khai, public là công khai, được không? Xuống dưới đây mình sẽ viết, ví dụ trong con người có họ tên. Họ tên kiểu dữ liệu là gì? À, stream. Mình khai báo, mình nói rằng nó là một trường, một field, nhưng nó cũng thực chất là một biến, cho nên chúng ta khai báo bình thường như một cái biến. Thì chúng ta để ở đây là họ tên chấm phẩy, giống như mình khai báo biến mấy hôm trước là biến in, biến a, biến b thì thôi, được không? Hôm trước mình cũng đã khai báo rồi, tính tổng s bằng rồi gì đó thì mình khai báo tổng là double bằng double s, vân vân. Rồi tiếp tục, ví dụ như mình có năm sinh. Năm sinh kiểu dữ liệu là gì? À, in là được ha. Năm sinh. Tại sao mà thầy ghi? Tại sao thầy ghi như vậy? Thì tùy các bạn muốn ghi sao cũng được, nhưng ghi để mình nhìn vô mình dễ đọc. Được không? Ví dụ các bạn ghi cái từ này, các bạn đọc giúp cho thầy là thầy đang ghi gì? Đố bạn, thầy ghi gì? À, đúng. Công an, đúng. Con Ngân, đúng. Ủa vậy cuối cùng thầy ghi gì? Được chưa? Cho nên cái gì cũng đúng hết, và nó làm khó cho người đọc. Giả sử thầy ghi là, ví dụ như vậy, thầy ghi là đấy, như vậy thì có lẽ như mình sẽ đọc được ngay và không cần phải suy nghĩ. Và khi mà các bạn làm một cái biến á, tại sao mà khi người ta đặt tên biến người ta không có viết hoa trước, mà người ta viết hoa, viết thường trước rồi sau đó người ta mới viết hoa? Nó có lý do của nó. Tại sao? À, đọc dễ rồi, tức là có cái chữ tờ này mà nó viết hoa, chữ F này viết hoa thì đọc nó dễ rồi. Nhưng mà tại sao người ta không viết chữ họ này viết hoa luôn? Đọc nó dễ hơn. Xấu thì cũng có thể, nhưng khi mà cái này là cái sự lười biếng của chúng ta thôi. Khi các bạn gõ chữ họ thì gõ thường nó dễ hơn là bạn nhấn một phím shift để bạn gõ chữ chữ hoa. Và khi bạn gõ chữ họ thì trong đó nó có họ tên và năm sinh, và cái họ đó nó không trùng với ai hết, thì bạn có thể cho nó gợi ý cái tên tên biến, tên của thuộc tính, và chúng ta gõ cho nó nhanh.
lúc mà chúng ta lập trình chúng ta thao tác nó nhanh hơn là chúng ta viết hoa ký tự động, nó nhanh hơn đấy, mục đích là vậy. Rồi bây giờ hai cái thôi nha, và chúng ta sẽ viết một cái phương thức, một cái phương thức là lấy tuổi, được chưa? Như vậy cấu trúc của phương thức là chúng ta sẽ có hai cái dạng là void, tên phương thức thì người ta cũng có thể viết giống như tên biến, mở đóng ngoặc, mở ngoặc nhọn cái. Và trong này chúng ta sẽ viết dòng lệnh ở đây. Đây là cấu trúc của một phương thức. Kiểu trả về tên của phương thức, mở đóng ngoặc trong này có truyền tham số hay không, và mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Rồi lấy cái gì? Giả sử thì xuất ra System out tuổi 2 chấm cộng với gì đây? Năm nay tạm thời chúng ta chưa có get children gì hết trơn á. Chúng ta lấy năm 2022 trừ cho gì? Trừ cho năm sinh. Rồi chỗ này vừa cộng vừa trừ nó không hiểu, mình phải làm sao? Đặt cái này vào trong dấu ngoặc. Rồi nó tính cho mình, nó lấy năm 2022 nó trừ cho năm sinh, kết quả bao nhiêu thì nó cộng chuỗi vào cái này thì nó hiểu. Bạn nhớ đưa vô cái dấu ngoặc cho nó nha. Còn nó nhìn vô mà nó thấy vừa cộng vừa trừ là nó bó tay, nó không biết là cộng hay trừ, làm gì hết. Được không? Rồi. Như vậy bây giờ chúng ta đã có một cái lớp là con người, có thuộc tính là họ tên, có thuộc tính là năm sinh, và có một cái phương thức lấy tuổi là ở đây. Bây giờ chúng ta sử dụng cái này sao? Sử dụng cái này sao? Chúng ta sẽ qua một cái lớp, chúng ta nêu một cái lớp khác, và cái lớp này chúng ta gọi là lớp test. Tức là chúng ta đưa hết tất cả mọi thứ vô đây để chúng ta thử. Bên kia chúng ta khai báo một lớp con người, và bây giờ chúng ta sử dụng, ví dụ hôm trước chúng ta sử dụng cái này scan, đó, new scan. Cái này chúng ta đã từng sử dụng rồi nhưng chúng ta không biết. Đó. Chúng ta đã từng sử dụng rồi mà chúng ta không biết, chứ không phải là không. Như vậy tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lớp con người mà chúng ta xây dựng lúc nãy á, cũng kiểu giống như thế này, thì chúng ta khai báo làm sao? Kiểu giống cái này. Vậy thì cái này là lớp scan, còn mình đang muốn sử dụng là lớp gì? À, con người. Lớp con người. Chỗ này SC ở phía trên là tên biến. Bây giờ mình cũng tìm một cái chữ gì đấy để mình đặt tên biến cho con người. À, ví dụ mình ghi là con người. Trong Java nó phân biệt giữa con người có chữ hoa và con người có chữ thường, cho nên mình đặt nó không có sao hết. Hoặc nếu như cần thì bạn đặt là CN, cái biến là CN. Bằng gì? New, đúng rồi, giống như vậy. Con người. À, chỗ này thì mình chưa có truyền tham số vào, nó hơi khác bên trên tí xíu. Như vậy chỗ này con người là CN bằng new con người, được chưa? Rồi, mình vô đây CN chấm chấm, nó chưa có ra tại vì nó không có được public ra bên ngoài do chỗ này, à thiếu hàm main. Ok, tốt.
chúng ta sẽ sử dụng hàm main ở đây thì chúng ta mới viết cái hàm chính đó. Rồi họ tên kiểu chuỗi chúng ta gán vào bằng Nguyễn Thị Tố Nga. Ok. CN chấm năm sinh, gõ chữ N là tự động nó nhảy rồi, bằng 2000. À, vừa non vừa xanh. Ok. Bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ CN chấm chấm gì đây? Trong này nó có rất nhiều cái phương thức người ta đã viết. Và chú ý đối với lại cái thuộc tính thì nó sẽ hiển thị màu xanh như thế này. Đối với những cái là phương thức thì nó hiển thị đó, các bạn thấy nó khác nhau ha. Mình chọn lấy tuổi, chạy thử coi. Run file. Output. Đây, tuổi 22 tuổi. Nhìn lại cái coi có gì khó hiểu nào. Thứ nhất là lớp con người. Mình khai báo từ khóa là class, tên lớp là con người. Trong đó mình có hai thuộc tính là họ tên, kiểu dữ liệu là chuỗi. Năm sinh, kiểu dữ liệu là số nguyên. Và mình viết một cái hành động là lấy tuổi. Như vậy cái này chúng ta gọi nó là thuộc tính. Cái hành động này chúng ta gọi nó là phương thức. Kịp không? Kịp không? Một số bạn thấy vò đầu bứt tóc rồi đó. Rồi, bây giờ bên này chúng ta xài bằng cách nào? Khai báo một cái biến có cái kiểu là con người, họ tên, năm sinh gán vào và lấy tuổi là lấy cái tuổi ra. Được không? Cái hàm lấy tuổi này của mình là mình vào đây, mình viết và mình xuất trực tiếp cái tuổi ra. Mình cũng có thể viết cách khác. In lấy tuổi nhưng mà kiểu 2, ví dụ như vậy. Một cái tên khác lấy tuổi 2. Thì lúc này thầy không có xuất mà thầy chỉ là return năm sinh là 2022 trừ năm sinh chấm phẩy lấy tuổi 2. Vậy khi mình gọi cái phương thức mà lấy tuổi 2 này, nó có in ra cho mình không? Nó có in được cái tuổi bao nhiêu không? In được không? Tuổi 2. Đây bên này test Java. CN chấm lấy tuổi 2 chấm phẩy. Rồi tạm thời lấy tuổi 1 bỏ đi không xài. Thử coi nó ra cái gì. Đợi tí. Rồi nó ra cái dòng xanh này. Build success. Kết thúc chương trình rồi. Sao nó không in ra gì cho mình hết vậy? Tại sao? Tại sao lấy tuổi 2 nó không in? Coi lấy tuổi 2 sao? Lấy tuổi 2 sao nè? Sao nó không in? Có lệnh in không?
trong cái đoạn chương trình của mình đâu có lệnh in đâu mà nó in. Nhưng mà nó làm gì? Cái đoạn này nó làm gì? Cái này là trong C nha, trong nhập môn lập trình là mình học rồi đó. Phương thức này gọi là phương thức gì đấy? Hàm này là gọi là hàm gì? À, có lấy giá trị trả về. Mà muốn sử dụng cái hàm mà lấy giá trị trả về này thì bên kia mình phải làm gì? Mình phải làm gì đối với lại cái hàm này? Mình sẽ phải dùng một cái gì đó để mình xuất nó ra. Cộng với cái hàm này. Đấy. Tức là sau khi nó tính tuổi xong, nó trả về cho mình cái tuổi, thì mình lấy cái tuổi đó mình xuất ra. Như vậy hai cái nó khác nhau nhé. Rồi, thầy tạm thời thầy mở lại cả hai. Phía trên là lấy tuổi, phía dưới là lấy tuổi hai. Hai cách sử dụng khác nhau. Rồi, ở trên cái phương thức là lấy tuổi thì nó xuất ra là tuổi là 22. Còn ở dưới thầy gọi là tuổi của bạn lấy tuổi 2 thì nó ghi là tuổi của bạn lấy tuổi 2, để các bạn thấy được là hai cái phương thức xây dựng khác nhau, sử dụng khác nhau, cùng một mục đích. Nắm kịp chỗ này không? Rồi, làm lại đi. Vò đầu bứt tóc rồi, cần quá. Mới đến đây thôi mà vò đầu bứt tóc rồi.